Chị hai, đã đêm hôm như vậy rồi, chị còn tới chỗ của em làm gì? Hồ ly tinh, nửa đêm nửa hôm, cô hát cái gì vậy? Không để cho người ta ngủ hay sao? Từ sau khi ảo hồ ly tinh như cô đến, Bá Dung không đến phòng của tôi nữa. Chị hai à, em không hề ngăn cản, chị và Bá Dung bên nhau mà. Từ khi cô đến, Bá Dung còn không nhìn tôi lấy một cái. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Mẹ à, từ sau khi cô đến, Bá Dung đã không cần tôi nữa. Tôi giống như là không khí gì đó. Tôi muốn hỏi cô, hồ ly tinh, tại sao cô lại đến nhà của tôi? Tại sao cô lại tới nhà họ Tô phá hoại hạnh phúc của tôi? Tại sao? Tại sao vậy chứ? Tại sao? Cái con hồ ly tinh cô, nếu như không có cô thì Bá Dung sẽ không đối xử với tôi như vậy. Chị hai, chị tỉnh táo lại chút đi. Đều là chuyện của quá khứ rồi. Bá Dung đã mất rồi. Chị hai nghe em nói đi. Chị hai, chị hai nghe em nói đi. Chuyện này là quá khứ rồi. Bá Dung đã mất rồi. Bá Dung mất rồi sao? Bá Dung chết rồi sao? Chết rồi. Bá Dung đã chết rồi sao? Chết rồi sao? Chết rồi sao? Bá Dung đã chết rồi sao? Sao lại chết chứ? Tại sao lại chết? Tại sao Bá Dung lại chết? Cô mau nói đi, hồ ly tinh. Cô nói coi, tại sao Bá Dung lại chết? Tại sao? Tại sao Bá Dung lại chết? Cô trả lời đi, tại sao? Tại sao Bá Dung lại chết? Cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi. Bá Dung, tôi đến với ông đây. Người đâu, mau dập lửa đi. Bà ba, bà ba, bà ba, bà ba sao vậy? Bà ba, mẹ, mẹ, bà ba sao vậy? Bà ba, bà ba à? Mẹ, Nhã Cầm, nè Nhã Cầm, Nhã Cầm có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Chuẩn bị xe đi. Chuyện gì vậy? Lấy nước đi, mau dập lửa nhanh lên, dập lửa đi mau lên. Tôi phải vào trong, nguy hiểm lắm, cô không được vào đâu. Mẹ của tôi ở bên trong, không được vào đâu. Chú để tôi vào đi. Mẹ, mẹ, đại tiểu thư, Nhã Cầm, mẹ tiếc, trong chừng một lát. Nhã Cầm, quá nguy hiểm rồi, buông tôi ra. Đại tiểu thư, cô bình tĩnh đi. Buông tôi ra. Vũ Đồng, bình tĩnh lại đi. Chú Kim, chú trông chừng cô ấy. Đại tiểu thư, buông tôi ra. Đại tiểu thư, đưa đây. Mẹ ơi, cậu Phương, cậu Phương. Nhanh lên, cẩn thận đó. Bà nội đừng đi, chờ tin tức của con. Sao bà không đi được chứ? Không cho ta đi, không lẽ muốn ta chết sao? Lão Kim, ông ở nhà giải quyết đi. Đi đi, nhanh lên, nhanh lên. Đi thôi, nhanh lên.